Anh em thân mến, lúc sinh thời, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, người có ảnh hưởng quan trọng đến sự hình thành cục diện chính trị ở Trung Đông, châu Á và thế giới, và cả cuộc chiến tranh Việt Nam từng nói rằng cả thế giới đã đánh giá sai Việt Nam. Thực tế đây là một quốc gia đặc biệt, một dân tộc đặc biệt, có thể đánh bại những nước lớn hơn gấp nhiều lần. Không chỉ trong quá khứ, ông Kissinger khẳng định như vậy, mà mới đây, Tổng thống Nga Putin cũng tuyên bố rằng không một đế quốc nào có thể đánh bại Việt Nam. Vậy rốt cuộc vì sao Tổng thống Nga Putin lại khẳng định chắc nịch như vậy? Vì lịch sử quá khứ của Việt Nam hào hùng hay vì hiện tại quân đội Việt Nam ngày càng vững mạnh? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anh em thân mến, có lẽ hiếm có quốc gia nào trên thế giới lại được nhân dân Việt Nam dành tình cảm sâu nặng như Liên Xô, hiện tại là nước Nga. Tình hữu nghị, thân ái giữa hai dân tộc có gốc rễ bền chặt và ngày càng được mở rộng, nâng tầm trên nhiều lĩnh vực. Xứ sở Bạch Dương không chỉ là nơi đã làm nên cuộc cách mạng tháng 10 vĩ đại trong lịch sử, nơi Bác Hồ đã tìm thấy chân lý của tự do, mà còn là đất nước của những con người nhân hậu, bao dung, luôn đồng hành, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong những thời khắc cam go nhất của lịch sử. Còn nhớ trong kháng chiến chống Mỹ, chính phủ và người dân Liên Xô đã luôn sát cánh và thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối với đồng bào ta. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan từng chia sẻ, "Tôi đã chứng kiến rất nhiều tình cảm xúc động mà nhân dân Liên Xô dành cho Việt Nam. Mỗi ngày, khi cửa của Đại sứ quán vừa mở, đã có rất nhiều cụ già, các cựu chiến binh trên tay cầm quyển sổ lương dành dụm của mình để quyên góp cho nhân dân ta. Nhiều cựu chiến binh tuổi đã cao, bước đi phải chống gậy, nhưng cũng nhất quyết đòi sang Việt Nam tình nguyện chiến đấu chống Mỹ. Xúc động nhất là hình ảnh các em thiếu nhi xếp hàng dài cả con phố trước Đại sứ quán để mang quyển vở, bút chì, quần áo nhờ chúng tôi chuyển về cho học sinh Việt Nam. Nhưng có lẽ có quên nhất là khi Bác Hồ mất, người Liên Xô đã chia sẻ nỗi đau với chúng ta không khác gì người thân. Ngay từ khi trời mới tảng tảng sáng, đã có hàng nghìn người đến xếp hàng, kiên nhẫn dưới mưa lạnh để được vào viếng Bác trước cửa Đại sứ quán Việt Nam. Trong số đó có cả những em bé thiếu nhi, những cụ già râu tóc bạc phơ, những cựu chiến binh. Rất nhiều người mắt đã đỏ hoe, họ lặng lẽ, kính cẩn nghiêng mình trước sự ra đi của vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Đó là một thứ tình cảm chân tình, gắn bó, thân thiết và không gì có thể đong đếm được, không một ngôn từ nào có thể kể xiết. Có thể nói với Việt Nam, nước Nga luôn nồng hậu. Trong suốt những năm tháng kháng chiến chống Pháp, Mỹ, quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đều có Liên Xô bên cạnh, giúp đỡ trong mọi lĩnh vực, từ quân sự, y tế, lương thực, thực phẩm. Chính vì mối thân tình ấy mà bất kỳ người Việt Nam nào mỗi lần nghe đến Liên Xô hay nước Nga đều dậy lên một mối cảm tình, tình cảm trào dâng của sự hữu nghị, thân thiết và yêu quý. Cuối năm 1991, Liên Xô giải thể. Tình hình những năm sau đó tuy có nhiều thay đổi, song ông Vũ Khoan cho biết, quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga vẫn là mối quan hệ tin cậy, sâu sắc, kế thừa tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc vốn được xây đắp bằng tình cảm, công sức, sự hy sinh quên mình của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước. Đặc biệt, kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin lên nắm quyền, quan hệ Nga-Việt ngày càng đâm hoa kê trái, trở thành đối tác chiến lược để rồi sau đó nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện như hiện nay. Người đứng đầu nước Nga, Tổng thống Putin cũng luôn có tình cảm đặc biệt với Việt Nam. Tổng thống Vladimir Putin chính là người đã quyết định xóa nốt các khoản nợ của Việt Nam đối với Liên bang Nga kể từ sau năm 1973. Trước đó, nhân chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo nước ta hồi năm 1973, phía Liên Xô đã tuyên bố xóa các khoản nợ trị giá nhiều tỷ đô la Mỹ. Đó thật sự là những ân tình mà người Việt Nam luôn trân trọng và biết ơn. Có lẽ xuất phát từ những tình cảm trong quá khứ và cả hiện tại, nên có thể thấy Tổng thống Nga Putin rất hiểu Việt Nam và luôn có một niềm tin sâu sắc với Việt Nam. Mới đây, trong một buổi phát biểu của mình, Tổng thống Nga Putin đã có những tuyên bố chấn động về Việt Nam trước rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Ông đã dùng giọng nói đanh thép và đầy cương nghị để khẳng định rằng không có một đế quốc nào có thể đánh bại Việt Nam cả. Anh em có biết lý do vì sao mà Tổng thống Nga Putin lại nói như thế không? Thực tế điều này xuất phát từ 3 lý do chính. Đầu tiên, đó là Tổng thống Nga Putin rất am hiểu Việt Nam. Tổng thống Putin là một người bạn lớn của nhân dân Việt Nam, người đã có nhiều đóng góp vun đắp và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Nga. Tổng thống Putin hiểu những gì người Việt Nam đã trải qua, hiểu rõ sức mạnh đoàn kết dân tộc của Việt Nam, hiểu được tinh thần yêu nước của mỗi người dân Việt Nam.
Bởi vậy, đối với Tổng thống Putin, Việt Nam là quốc gia luôn đề cao độc lập dân tộc. Không một ai, không một quốc gia nào có thể đánh bại được Việt Nam. Bởi vậy mà ông Putin luôn ủng hộ và yêu mến Việt Nam. Cá nhân ông Putin là người sinh ra và lớn lên trong chính quyền Xô Viết, hoạt động trong lĩnh vực an ninh. Từ lâu, ông Putin cùng với nhân dân Liên Xô, Nga đã một lòng ủng hộ chúng ta. Mỗi lần đến thăm Việt Nam, ông đều bày tỏ mối ân tình đặc biệt vốn có của người Liên Xô nói chung và nhân dân Nga nói riêng với Việt Nam. Khi ông Putin sang Việt Nam, tiếp xúc với những người Việt Nam từng học ở Nga, mọi người cảm nhận rõ đó không phải là tình cảm giữa một nhà lãnh đạo thế giới đến với người dân của một nước, mà là tình cảm anh em thân thiết. Điểm lại, dưới thời ông Putin, quan hệ giữa Nga và Việt Nam có nhiều bước phát triển mới. Về mặt chính trị, không những hai nước có quan hệ hữu nghị mà tư cách đối tác chiến lược toàn diện đã đưa quan hệ Việt Nam-Nga lên một mức độ không thể cao hơn được nữa. Thêm một điểm đặc biệt là quan hệ Nga-Việt dựa trên nền tảng chính trị sâu sắc và có mức độ tin cậy cao. Trên nhiều vấn đề quốc tế, quan điểm của ta với Nga trùng hợp. Việc Nga giúp ta trong lĩnh vực hạt nhân cũng là biểu hiện mới. Bên cạnh đó, Việt Nam chưa hợp tác về quân sự với nước nào tin cậy và quan trọng như với Nga. Nga cung cấp cho ta nhiều khí tài hiện đại, kể cả về không quân, tên lửa, hải quân. Nhân dịp này, việc Nga chuyển giao cho ta tàu ngầm Kilo hiện đại cũng là biểu hiện hợp tác quân sự ngày càng lớn. Lý do thứ hai, Việt Nam đã từng đánh bại Pháp, Mỹ, Trung, những cường quốc kinh tế, quân sự mạnh hơn Việt Nam gấp nhiều lần, thế nhưng đều nhận chung một kết cục là thua thảm hại trước Việt Nam. Chúng ta cùng điểm lại thất bại của từng kẻ xâm lược nhé. Thứ nhất là Pháp. Tướng Pháp bại trận từng nói rằng người ta có thể đánh thắng một quân đội chứ không thể đánh thắng được một dân tộc. Vào thời điểm năm 1953, chính phủ Pháp gặp rất nhiều khó khăn ở Việt Nam vì cuộc kháng chiến dưới sự lãnh đạo của Việt Minh đã gây nhiều tổn thất cho quân đội viễn chinh Pháp. Bằng cứ điểm Điện Biên Phủ, quân đội Pháp tin rằng sẽ cắt con đường từ Thượng Lào sang và thu hút quân đội Việt Minh vào một cái bẫy. Chỉ huy quân Pháp nghĩ là quân của tướng Giáp sẽ bị kéo ra xa căn cứ ở hậu phương, khó có khả năng tiếp cận vũ khí, đạn dược. Nghe theo cố vấn Trung Quốc, ông sẽ tiến công nhanh để giành chiến thắng. Và giới quân sự Pháp cho rằng điều này là bất khả vì không đủ con người và vũ khí để thực hiện. Như vậy là Bộ Tham mưu quân đội Pháp đã đánh giá thấp tướng Giáp và quân đội nhân dân Việt Nam. Họ nghĩ cái bẫy sẽ có tác dụng. Họ sẽ giành thắng lợi trong một trận chiến quan trọng đúng vào thời điểm tại nước Pháp, phong trào biểu tình phản đối chiến tranh đang lên mạnh. Còn ở chiến trường thì nhiều binh sĩ Pháp đào ngũ. Tướng lĩnh Pháp tin rằng thắng trong trận Điện Biên Phủ sẽ là một đòn chí tử đánh vào quân đội Việt Minh và dưới hình thức này hay hình thức khác, Việt Nam tiếp tục là thuộc địa của Pháp. Khi phong trào kháng chiến ở Algeria ngày càng phát triển, trận chiến này lại càng có vai trò quan trọng. Đó là một bước ngoặt mang tầm thế giới. Bởi nếu Việt Minh thất bại trận này thì Đông Dương sẽ vẫn nằm trong tay Pháp và sẽ gây nhiều bất lợi cho cuộc kháng chiến ở Algeria. Đó là bước ngoặt của thế giới, nhưng sẽ là bất lợi cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới. Tài năng của ban lãnh đạo Việt Minh và tướng Giáp ở Điện Biên Phủ đã làm đảo lộn các kế hoạch chính trị cũng như quân sự của Pháp. Đây không chỉ là chiến thắng của nhân dân Việt Nam mà còn là chiến thắng đầu tiên của các dân tộc trên thế giới muốn vùng lên tự giải phóng. Các dân tộc khác thấy rằng một đất nước nghèo, nông nghiệp lạc hậu, bị đô hộ gần một thế kỷ như Việt Nam mà vẫn chiến thắng một cường quốc thực dân được sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ thì chính là một tấm gương để noi theo. Sau thất bại tại Điện Biên Phủ, chính quyền Pháp phải thành lập một ủy ban điều tra vào ngày 31 tháng 3 năm 1955 tìm hiểu nguyên nhân thất bại. Ủy ban này đã mở đến 22 cuộc điều trần. Tướng Pháp Descartes khi bị tra hỏi: Việt Minh đã xây dựng được những con đường tiếp tế à? Vâng, họ có những con đường và có xe tải Molotov để vận chuyển đạn dược và tiếp tế. Những con đường đó chúng tôi chỉ nhìn thấy khi chúng tôi bị bắt làm tù binh. Tại sao máy bay lại không nhìn thấy? Vì những con đường đã được bộ đội Việt Nam ngụy trang rất giỏi. Những đợt tấn công mà các ông tiến hành đã có thể cho phép thâm nhập vào trận địa của quân đội Việt Minh, hay các ông chỉ luôn bị khóa ở vòng ngoài? Chúng tôi chỉ luôn ở vòng ngoài. Các ông chỉ luôn ở vòng ngoài ư? Đúng thế, chỉ một vài lần chúng tôi vào được phía Bắc, còn phía Đông thì gần như là chưa bao giờ. Sau này, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Marcel Biquet, nguyên là trung tá phó chỉ huy của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, sang thăm Việt Nam năm 1993. Nhìn lại chiến trường, đã có một câu với một nhà quay phim nước ngoài:
nếu tôi là người Việt Nam, tôi cũng sẽ trở thành Việt Minh. Còn tướng De Castri trong buổi điều trần trước Ủy ban điều trần Pháp đã nói, người ta có thể đánh thắng một quân đội chứ không thể đánh thắng được một dân tộc. Thứ hai là Mỹ, Pháp thua Việt Nam đã đành, nhưng đến Mỹ, một cường quốc về kinh tế, chính trị, quân sự đứng đầu thế giới, vậy mà lại thua cuộc trước một Việt Nam nhỏ bé. Song phẳng mà nói, cuộc chiến tranh xâm lược năm 1945-1954 của thực dân Pháp thất bại, Mỹ cũng nhận phần thất bại trong đó. Vì Mỹ là kẻ chủ động can thiệp và viện trợ quân sự cho Pháp mỗi năm hàng trăm triệu đô la, riêng năm 1954 là 800 triệu đô la. Vậy mà Mỹ không hề học được gì qua thất bại đó, lại nhanh chóng hất cảng Pháp, nhảy vào biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Lý do đơn giản theo cách nghĩ chủ quan của họ là nước Mỹ không thể thua ai. Một khi nước Mỹ định làm gì thì không ai chống lại được. Thực tế lúc này, Mỹ đang là siêu cường về kinh tế và quân sự, uy danh lừng lẫy toàn cầu nên họ tiến hành xâm lược Việt Nam đâu phải chuyện khó, nếu không nói là hơi quá dễ. Việt Nam là nước nhỏ, nghèo, kinh tế lạc hậu. Khi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đứng trước vô vàn khó khăn nhờ đất nước bị tạm thời chia cắt thành hai miền với hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau. Lực lượng so sánh về kinh tế và quân sự giữa Việt Nam với Mỹ là quá chênh lệch. Thực tế Mỹ thua là do nhận thức sai về tính chất chiến tranh Việt Nam. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Mỹ cho rằng Việt Nam chống Mỹ là một cuộc chiến tranh ủy nhiệm bởi Trung Quốc và Liên Xô, nhưng thật ra không phải như vậy. Mỹ đã quên mất chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Tổng thống Mỹ vào năm 1945 như thế nào, nên đã xác định sai lầm tính chất cuộc chiến. Mỹ nên hiểu, Việt Nam coi quyền lợi dân tộc, quốc gia lên trên hết. Việt Nam muốn độc lập, Giang Sơn thu về một mối và sẽ chiến đấu với bất kỳ kẻ thù nào vì mục tiêu đó. Sai lầm tệ hại nhất của Mỹ là Mỹ đã bất chấp hay vô tình đối đầu với một dân tộc có truyền thống chống giặc ngoại xâm quật cường, anh dũng, thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Mỹ nhảy vào Việt Nam là để ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản, nhưng nhân dân Việt Nam chỉ biết rằng Mỹ là kẻ xâm lược và chiến đấu với Mỹ như bao kẻ xâm lược khác. Người Việt Nam đánh Mỹ để bảo vệ quê hương, ruộng đồng, để không phải làm kiếp nô lệ như thời thuộc Pháp. Đánh Mỹ để thống nhất Bắc Nam, thu Giang Sơn về một mối. Cho nên, bất kỳ đàn ông hay đàn bà, người già hay người trẻ, hễ là người Việt Nam thì họ đều đứng lên chống giặc ngoại xâm. Chính tư tưởng, tinh thần đó là nguồn gốc khiến một dân tộc yêu hòa bình, yêu tự do, độc lập trở nên anh hùng và tất yếu sẽ tạo ra một quân đội anh hùng. Cuối cùng là Mỹ chẳng hiểu biết gì về lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam trong 4.000 năm qua. Đó chính là nghệ thuật quân sự, chiến tranh nhân dân được tôi luyện trong 4.000 năm qua đã trở nên bất khả chiến bại. Lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh là sở trường giành chiến thắng của một dân tộc Việt có đất không rộng, người không đông. Chiến thắng trong cuộc chiến tranh chống xâm lược Mỹ, một cường quốc quân sự kinh tế hùng mạnh bậc nhất thế giới lúc bấy giờ, là bài học quý giá cho hiện tại. Việt Nam ngày nay đã lớn mạnh, đã hội nhập thế giới và để bảo vệ tổ quốc thì sẵn có truyền thống chống giặc ngoại xâm quật cường, anh dũng, thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ. Thứ ba là Trung Quốc, hàng xóm láng giềng của Việt Nam. Nói về Trung Quốc thì thật khó để miêu tả mối quan hệ anh em đồng chí lúc thăng lúc trầm này. Trung Quốc từng viện trợ giúp Việt Nam đánh Mỹ, nhưng cũng chính Trung Quốc là nước đem 60 vạn quân xâm lược Việt Nam. Đó là sự thật không thể thay đổi. Là một nước hàng xóm láng giềng của Việt Nam, đáng ra nước này phải hiểu Việt Nam hơn ai hết, rằng Việt Nam chúng ta dù nhỏ bé nhưng không hề dễ bị bắt nạt. Việt Nam từng đánh bại những kẻ thù sừng sỏ nhất, đó là Pháp, Mỹ. Chính Trung Quốc cũng chứng kiến những chiến thắng của Việt Nam, thế nhưng cuối cùng vẫn lao vào cuộc chiến tranh phi nghĩa xâm lược Việt Nam. Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt được giới cầm quyền Trung Quốc đưa ra chính là đánh nhanh, thắng nhanh, đốt sạch, phá sạch, với sự hỗ trợ của hai đại quân khu Quảng Tây và Côn Minh, với hơn 600.000 binh lính cùng hàng ngàn phương tiện chiến tranh hiện đại khác. Bắc Kinh dùng chiến thuật giao chiến, ngưu đao sát kê, tức là dùng dao mổ trâu để giết gà, với sự ảo tưởng về binh lực áp đảo. Âm mưu và ảo tưởng muốn bóp chết Việt Nam được hiện thực hóa thông qua cắt đứt viện trợ, ngăn cản thông thương, dựng lên vụ nạn kiều, phá hoại sự ổn định kinh tế, xã hội của Việt Nam.
chính quyền Bắc Kinh còn tăng cường hỗ trợ cho quân diệt chủng Khmer Đỏ chống phá Việt Nam ở biên giới Tây Nam, tạo thành thế gọng kìm. Tuy nhiên, dưới sự kháng cự kiên cường và mưu trí sáng tạo của quân đội và nhân dân Việt Nam, các mũi tấn công của Trung Quốc đều bị chặn. Quân đội Trung Hoa hầu như không thể sử dụng lực lượng ở quy mô sư đoàn mà chỉ chia nhỏ đội hình và buộc phải thay đổi chiến thuật. Chuyện ảo tưởng chiếm Hà Nội chỉ mất một tuần, nhanh chóng tiêu tan khi quân Trung Quốc bị cầm chân suốt 16 ngày ở thị xã Lạng Sơn, cách xa Hà Nội. Với chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979, chính quyền Bắc Kinh từng tuyên bố dạy cho Việt Nam một bài học, thậm chí là bóp chết Việt Nam, chiếm Hà Nội trong vòng một tuần. Tuy nhiên, cuộc chiến này từng bị chính người Trung Quốc coi là nỗi ô nhục, vết nhơ lịch sử. Xung đột biên giới năm 1979 gây tổn hại nghiêm trọng đến chính uy tín, hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới, khiến những kẻ truyền áp bức, phi chính nghĩa lại ảo tưởng có thể đè bẹp, khuất phục một dân tộc Việt Nam yêu hòa bình. Trong khi đó, Việt Nam đã chứng minh được tinh thần chính nghĩa, sức mạnh vô địch của quân đội Hồ Chí Minh, sự đoàn kết của dân tộc khi lần lượt chiến thắng cả hai đế quốc Pháp, Mỹ, giúp Campuchia đánh đuổi Pol Pot và đẩy lùi âm mưu thâm độc của chính quyền Bắc Kinh. Tựu chung lại có thể thấy, cả ba kẻ xâm lược là Pháp, Mỹ và Trung Quốc, họ đều không hiểu Việt Nam một cách sâu sắc. Lý do thứ ba, Việt Nam là một trong 25 nền quân sự mạnh nhất thế giới. Theo bảng xếp hạng Global Firepower, gọi tắt là GFP, công bố vào năm 2021, Việt Nam nằm trong 25 nước có nền quân đội mạnh nhất thế giới. Riêng hải quân, Việt Nam vượt cả Canada, đứng thứ 38 nước hàng đầu hành tinh và xếp thứ 5 khu vực Đông Nam Á, với số lượng khí tài và nhân lực ngày càng được nâng cao. So với các quốc gia ASEAN khác, sức mạnh hải quân Việt Nam có những ưu thế vượt trội, giúp bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông và sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống bất ngờ. Khả năng tác chiến của Hải quân Việt Nam không chỉ được xếp hạng dựa vào các tàu mặt nước, tàu ngầm, đó còn là sự hiệp đồng của các lực lượng khác như không quân, hải quân, pháo binh tên lửa, đánh chặn bờ, hải quân đánh bộ và cả lực lượng ít khi được nhắc đến nhưng không thể nào bỏ qua, đó là đặc công hải quân. Đặc công nước vốn là thế mạnh của Việt Nam. Quân chủng Hải quân cũng đã hoàn tất việc xây dựng các lực lượng nòng cốt gồm tàu mặt nước, tàu ngầm, không quân hải quân đánh bộ, pháo binh, tên lửa bờ và đặc công hải quân. Thêm vào đó, không phải lực lượng hải quân nào ở Đông Nam Á cũng có biên chế đầy đủ các lực lượng như hải quân Việt Nam. Ví dụ như Indonesia thiếu các đơn vị pháo binh, tên lửa bờ, còn Thái Lan lại thiếu lực lượng tàu ngầm hiện đại như Việt Nam đang sở hữu. Ngoài tính tình nguyện, tinh thần chiến đấu, sẵn sàng cho mọi tình huống bảo vệ chủ quyền quốc gia, sức mạnh hải quân Việt Nam trước hết được bộc lộ ở hạm đội tàu mặt nước rất mạnh. Theo thông tin mà GFP công bố, Hải quân Việt Nam đang sở hữu trong biên chế 65 tàu chiến các loại. Trong số đó có 4 tàu hộ vệ tên lửa, 7 tàu hộ vệ san ngầm, phần lớn đã được thay tính năng. 13 tàu tên lửa tấn công nhanh, 8 tàu tên lửa, 12 tàu pháo, 5 tàu phóng lôi và một số tàu chiến, tàu tuần duyên khác. Trong các lực lượng của Hải quân Nhân dân Việt Nam, nhiệm vụ chính của Lữ đoàn 954 là tác chiến săn ngầm, vận tải quân sự, trinh sát, quan sát trên không, trên mặt đất, trên mặt nước. Cùng với đó, lực lượng không quân Hải quân Việt Nam cũng tham gia tìm kiếm cứu nạn trên biển, trên đất liền và cứu hộ, cứu nạn và phòng chống bão lụt như đã thấy trong suốt thời gian qua. Về trang bị quân sự, theo thông tin từ báo Hải quân Việt Nam, Lữ đoàn 954 hiện tại được biên chế nhiều loại máy bay quân sự hiện đại như trực thăng chống ngầm K-28, K-32, trực thăng vũ trang Mi-8, Mi-17 và cả thủy phi cơ DHC-6 hiện đại. Binh chủng tên lửa, pháo bờ biển, Quân đội Nhân dân Việt Nam bờ biển là một binh chủng thuộc quân chủng Hải quân. Quân đội Nhân dân Việt Nam có nhiệm vụ sử dụng pháo và tên lửa để bảo vệ căn cứ hải quân, các hải đảo quan trọng trên tuyến giao thông gần bờ biển và bờ biển, tham gia phòng thủ bờ biển, hải đảo. Đây là một trong năm lực lượng chiến đấu chủ lực của Hải quân Việt Nam. Cùng với nhiệm vụ chính là bảo vệ căn cứ hải quân, các hải đảo quan trọng trên tuyến giao thông gần bờ biển và bờ biển. Binh chủng này còn có nhiệm vụ chi viện cho các tàu hải quân chiến đấu và cho lục quân hoạt động trên hướng ven biển trong các tình huống cần thiết. Anh em thân mến, có thể thấy quân đội Việt Nam ngày càng phát triển vững mạnh, đặc biệt là lực lượng không quân hải quân ngày càng hiện đại, chính quy. Thế nhưng cũng không vì thế mà chúng ta tự mãn và lơ là. Như lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng căn dặn, quân đội tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, không được để xảy ra bị động, bất ngờ.
Anh em thấy video này như thế nào? Đừng quên để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mời anh em xem thêm những video hay nhất của Hồi ức Thời Chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở những video sau.